Tối ngày 18 tháng 6, ông Trương Thanh Duẩn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một em học sinh lớp 4 tử vong thương tâm. Nạn nhân là em TCT sinh năm 2013, trú tại thôn 2 xã Tân Hóa, đang học lớp 4 trường tiểu học xã Tân Hóa. Vào sáng ngày 18 tháng 6, em T cùng nhóm bạn rủ nhau ra khu vực sông Rào Nang gần nhà để tắm thì không may bị đuối nước mất tích. Nhóm bạn đi cùng em Tây khi phát hiện sự việc đã hô hoán, chạy đi tìm người dân hỗ trợ, nhưng khi đưa em Tây lên bờ thì em đã tử vong. Hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pluavongpháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.